chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiến hành review các bạn xem về cái bộ mâm SB522, có nghĩa là mâm 5 cây 1.4, 1.6 gắn cho Sonic. Cái bộ này thì của khách của mình đặt hàng, nhưng mà mình thấy cái bộ này là khá là lâu rồi mình không có review. Kiểu như là mấy bạn đã mới xem đây gần đây của mình á, thì không có xem được mấy cái món này. Các bạn lại hay yêu cầu là anh ơi làm một cái sản phẩm dành cho Sonic đi, review mâm Sonic đi, rất là vân vân, rất là nhiều. Thật ra mình có làm rồi nhưng mà các bạn không có xem, thì hôm nay thôi, lâu lâu có thì mình làm lại ha, cho các bạn xem thì cơ bản là nó như thế nào, nó ra làm sao, rồi cách mà bên mình làm đồ nó như thế nào, rồi gồm có những cái gì đó, các bạn cũng phải xem được trước khi các bạn quyết định mua hàng. Tại vì ở trên trang của mình thì cũng có những sản phẩm là mình đăng lên hình đầy đủ, nhưng các bạn có thể bạn không xem, bạn em chưa rõ hoặc bạn không biết nó ra làm sao, thì thôi coi những video như thế này vừa có chút kiến thức cho các bạn, vừa cho mình có bán được sản phẩm, và thứ ba là các bạn hãy tham khảo được trực tiếp cái sản phẩm đó như thế nào ha. Ok, không dài dòng nữa thì mình sẽ tiến hành review ngay và luôn ha nha. Tán nàng đây, đây là bộ mâm 5 cây 1.4, 1.6 gắn cho Sonic. Đằng trước này của khách mình á là họ sẽ không xài đĩa, họ xài đĩa zin, nên họ nói là em lấy cái lòng thôi đó, chỉ lấy cái lòng không lấy đĩa thì có luôn. Đằng sau thì có cái đĩa ha, sẵn của bộ bên mình đó. Bạc mâm là có phốt đầy đủ ha, mình chỉ cần gắn cục canh vô là xong thôi. Thấy chưa, thấy không, đấy, gắn cục canh vô là xong. Còn mấy bên đây bạc đạn ông chỉ mình đã làm sẵn rồi ha, đây bạc đạn ông chỉ mình đã làm sẵn hết rồi đó, gắn Sonic ha, đằng trước cũng vậy, bạc đạn ông chỉ là gắn Sonic đầy đủ. Đây mấy bên đây thì lại như thế nào, để mình để cái mâm nhẹ nhàng xuống ha, để các bạn xem. Mấy bên đây thì cũng có mặt nạ ông chỉ đầy đủ, và mình đã làm cho khách luôn rồi, gắn Sonic gắn như zin, cốt zin xài lại bụp. Thấy không, đây Sonic ha, đẹp không nè, thà vậy đúng không, hoặc là những cái nơi khác họ sẽ làm những cái cục như vậy đó, gắn vô là xong đúng không, hoặc là kiếm cái cục sắt như gắn vô kiểu vậy, thì bên mình là có làm đầy đủ các bạn hết rồi, các bạn cứ yên tâm. Đây không, sản phẩm này là độc quyền, các bạn nhìn trên mạng không có ai làm giống mình đâu. Thấy không, đây ha, rất là đẹp đó. Lý do tại sao những bộ của bên mình làm á thì nó tỷ giá tới vài triệu mà người ta chỉ có 2-3 triệu, 3-4 triệu là xong rồi. Bên mình làm không quan tâm gì giá lắm, bên mình làm miễn sao thấy đẹp là được. Khách hàng của mình thấy đẹp là được, đồng ý xào là quất thôi đó. Mấy anh đây thấy không, gắn như zin hết các bạn ha, đằng trước làm cứ này là cốt, trong cốt 12 nè, bánh zin, phuộc zin, rồi cái cốt zin là xài lại, không có chế cháo điện xe trơn ha. Đó, đằng trước mình là có hớt, hớt rồi, cái bộ cái đệ cái hớt này rất là đẹp luôn bạn, mình hơi cận cho bạn xem đó. Đồ mình làm á, nói chung là mình lựa đồ mình bán, chứ không phải là mình muốn bán gì mình bán ha, nên những sản phẩm bên mình á là trước khi ra là mình đã xem hết rồi, rất là đẹp, lựa mẫu mã nào đẹp nhất cho anh em ha, để anh em mua anh em không có buồn. Dặn ốc sẵn cho anh em hết rồi đó, cái này anh em có mua ốc luôn ha. Bánh trước rất là đẹp, bản mâm này của RCB, RCB chính hãng nha anh em, thấy không, đây RCB chính hãng nè, trên thân mâm sẽ có ghi chữ Racing Boy, logo, thương hiệu, rồi bản mâm 1.4 nhân 17 thấy không, ở đây là top lẹt, có nghĩa là cái mâm này là xài vỏ không gột. Những các bạn nào xài bánh mâm thì lại gợi ý của mình á là xài vỏ không gột nha, còn bánh mâm các bạn nhét gột vô á thì được luôn, nhưng mà nó hơi dở ha, bánh mâm mình xài vỏ không gột ha, van vòi không gột, trong set này là có sẵn luôn, có van vòi luôn, về với ngắn vô vỏ thôi là xong. Rồi đằng sau, tới đằng sau á thì cái mâm này là chúng ta mua chúng ta cần phải có cao su đùm, đây cao su đùm chính hãng bụp 1, 2, 3, 4 cục. Rồi tiếp theo cục này nằm đây nè, inox hết nha bạn, tất cả là inox hết, đây tất cả inox hết nè, đây không, rồi nhắn vô đây. Cái cục này đáng lẽ ra là mình phải đóng cái cùi dĩa này ha, mình đóng dùng mình đóng xuống hiểu không đó, thì mình để ngoài cho anh em xem cho dễ hiểu. Đây rồi, ở đây mình sẽ có cái phốt che là lại đó, cục này ha, cục này mình nằm ngoài đó, vậy là xong bánh sau rồi ha, đúng không, xong bánh sau rồi ha đó. Còn nếu mà gắn lên á thì nó sẽ là như vậy đây đó, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Cái này mình đóng mặt đạn xuống ha, bây giờ anh em tự đóng ha, rồi gắn cái phốt vô, gắn cái này vô, vậy là xong. Ốc của cùi đĩa mình đã bán cho anh em sẵn luôn rồi, nhưng em chỉ cần về mua đĩa của trong xe đĩa anh em gắn vô nữa là xong
ha, rất là đơn giản luôn, cùi CNC. À, bên mình lựa đò bán cho anh em thôi. Mâm đằng sau cũng mâm chính hãng, cái thùng của nó nằm ở đây, thùng nó nằm đây đây. À, đây lật qua cho anh em xem ở bên đây. À, mâm là cách mình làm đây là mâm đóng cồi ha, mâm đóng cồi nè. Đó, mâm đóng cồi đây là cái cồi đây. Đấy, nhìn rất là trực quan và sinh động luôn ha. À, đĩa mình đã bắt vô cồi sẵn hết cho anh em rồi. Ốc đĩa mình không có dặn chặt ha, về anh em tự dặn ha. Đó, mấy này là chỉ mình dặn gá vô để mình kiểm hàng thôi. Bạc đạn khoát đầy đủ. Mấy bên đây thì cứ vậy gắn vô là xong. Đó, gắn lên xe. Về chạy thôi anh em ha. À, như đây là đủ hết rồi nha. Nguyên bộ như đây là đủ hết rồi. Đó. Đây là một set rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đó. Đồ này thì mình đã review cho anh em rất là nhiều lần rồi. Đây, đây là cái cục cốc đằng trước. Đó. Inox, phải không? 100% inox luôn. Rất là hiện hò và này nọ. Đó. Nhiều anh em á gọi mua mấy bộ này của mình, hỏi anh em có làm bằng sắt không? Làm bằng sắt rồi làm sao? Ví dụ mình cắt cho anh em mỗi khúc dài cho anh em về tự gắn hả? Thì lấy anh em nhiêu tiền giờ? À, mấy cái vụ đó mình làm không được nên anh em đừng hỏi anh ơi có bộ canh nào mà rẻ không, mấy bộ canh inox này mắc quá thì thôi mình không làm. À, tại bên mình làm là cái này là inox hết, nó từ cái cục này bên trong nè, ống chỉ anh em bên trong nhỏ xíu vậy mình cũng làm inox cho anh em hết luôn rồi, mình không làm bằng sắt nha anh em. Nên em đừng có hỏi điện cho mình, ừ ơi em không có tiền em mua này rẻ anh cắt cho em mấy cục sắt em về em nhắn anh xe anh đỡ đi. Vậy thôi khỏi điện mình nha, đỡ mất công anh em nha, mình không có làm nha, mình chỉ làm inox thôi, mình làm xịn bộ vậy á. Nếu anh em mua lẻ á bộ như vậy hết đi chàng vậy nè, ví dụ gắn sunix anh có bán bộ canh không, như đây 850 đó, hết như đây nha, 850 chụm đây nè, 850 rồi cái phần mặt đạn ông chỉ gì vậy anh em tự xử đó. Còn mình bán hỏi bán bộ canh không, bộ mình bán vậy nè đó, như đây là 850 nè đó. Thì cái cùi dĩa này có bán không? Có hết. Nói chung là giá của mấy cái này á là mình trên trang web mình có đăng hết rồi. Combo của sản phẩm gồm có những gì? À, một cái lồng đĩa, mâm trước mâm sau, bộ canh, cục cùi dĩa, cao su đầm, rồi hớt lòng, rồi ốc đĩa, ốc của cùi đĩa ha. Hai cái bàn rồi, đầy đủ hết. Anh em về chạy sonic là chỉ cần gắn lên và vô vỏ là chạy thôi. À, nhiều khi á anh em hỏi tại sao mình không có gáp cái vỏ vô sẵn. Tại vì cơ bản á 1.000 người trên trái đất này, 7 tỷ người trên trái đất này đó, là không có ai có sở thích giống ai á. Người thích hiệu này, người thích hiệu kia, người thích size vỏ này, người thích size vỏ kia. Bây giờ mình vô cái vỏ sẵn rồi á, mình tính tiền á, các anh em đòi tháo cái vỏ ra, em muốn khóa vô đó về em có vỏ sẵn rồi, hoặc là em muốn hiệu vỏ khác á, thì hồi đó nó rất là mắc công nên mình không có vô vỏ sẵn cho anh em ha. Để cái phần vỏ đó anh em có thể tự mình lựa chọn hoặc yêu cầu bên mình là mua riêng sao thì mình cứ thêm vào sản phẩm cho anh em này, gửi cho anh em thôi, nó rất là đơn giản. Rồi ok, hôm nay mình đã review xong cho anh em xem bộ sản phẩm mâm 5 cây dành cho sonic rồi. Anh em xem anh em có hiểu không, anh em có biết là cái mâm anh em cần có những gì chưa? Ok, nếu anh em đã hiểu rồi, anh em muốn mua hàng hoặc là xem khảo giá của những sản phẩm này thì anh em cứ vào đây bùm97racing.vn, anh em gọi dòng chữ là SB522 Sonic hình như có thôi. Đây là sản phẩm chế anh em, không phải là sản phẩm mà đúc sẵn như zin, nhưng chế để anh em về gắn như zin chứ không phải là mua về rồi chế nữa anh em. Nếu mà mua về rồi chế nữa vậy mua làm chi, chứ không mua về chế nữa là mua cái khác chứ không phải là cái này anh em ha. Rồi mâm này là mình đã chế sẵn cho anh em rồi, về gắn như zin mình mới review cho anh em những sản phẩm như vậy, nên anh em đừng có gọi hỏi mình anh mâm này em mua về em có chế nữa hay không ha, thì nó rất là nhức đầu ha. Rồi ok anh em ha, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip sau về những sản phẩm khác. Hôm nay là xong cái sản phẩm mâm 5 cây dành cho sonic rồi nha, bye bye. Thì những anh em nào có những sản thích mâm khác nếu mình có làm thì mình sẽ review cho anh em đầy đủ để anh em có thể xem ha. Ok, chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở clip sau.